Theo rà soát, trên địa bàn thành phố Sơn La có tổng số trên 6.400 học sinh từ 5 đến 11 tuổi sẽ tham gia chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19. Để phục vụ công tác tiêm chủng đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh, từ đầu tháng 3 đến nay, ngành giáo dục thành phố Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trường triển khai công tác tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải tiêm phòng vaccine COVID-19. Theo ghi nhận tại các đơn vị trường, hầu hết phụ huynh học sinh đồng tình và nhất trí cao với chủ trương tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thông qua các buổi dạy học trực tuyến, tôi có tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và cho các bậc phụ huynh đăng ký cho các con tiêm. Sau đó thì chúng tôi đã lập danh sách và gửi về ban giám hiệu những học sinh tiêm. Rất nhiều phụ huynh đã hưởng ứng rất là nhiệt tình. Một số phụ huynh còn đang băn khoăn, lo lắng cho các con về những cái phản ứng sau tiêm. Thì tôi cũng sẽ tiếp tục vận động các bậc phụ huynh đăng ký tiêm cho các con để làm sao mà các con đảm bảo sức khỏe để đến trường. Đến nay, hầu hết các đơn vị trường trên địa bàn thành phố Sơn La đã hoàn tất việc lập danh sách học sinh từ 5 đến 11 tuổi tham gia tiêm phòng vaccine COVID-19. Việc tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em được triển khai tại các cơ sở tiêm chủng cố định, các điểm tiêm chủng lưu động và tại các trường học. Chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Sơn La sẽ được tiến hành ngay sau khi được phân bổ vaccine phòng COVID-19.